Hello, xin chào cả nhà, đây là Jade. Hôm nay Jade muốn hướng dẫn cho các anh chị mẫu đang rất là có xu hướng hiện nay, hay là gọi là trend design, là silver front tip ha. Ở đây thì chrome front tip đó, đại khái là sử dụng chrome, chứ sử dụng cái cây chrome từ công ty Journal. Ở trong đây nó có chrome trong đây nè, cho nên là cái đầu này là cái đầu giống như là bông phấn gì đó. Khi mà dặn như thế này thì chrome sẽ trà lên trên cái đầu và trà lên trên cái đầu thiết được ha. Thì làm sao mình làm cái đầu chrome ra được như vậy? Tùy, nếu như các anh chị muốn nó trắng hơn nữa thì mình có thể sơn cái tip front tip màu trắng. Nhưng Jay là Jay sử dụng cái top coat để mà làm cái đầu tip này nè. Nó làm rất là nhanh gọn lẹ luôn, rất là dễ làm luôn các anh chị. Ok, bắt đầu ha. Bây giờ hồi nãy là cái top coat, cái số 4 này để làm chrome bóng nè các anh chị. Step 4 nè, no wax top coat nè. Đó, cái này nè, bỏ ra ngoài đây. Sau đó mình sử dụng cái cọ liner. Không, các anh chị cọ dùng cái cọ liner nào cũng được ha. Mình sử dụng nè, mình vẽ nè. Đó, nhớ cái công thức mà vẽ French không? Ở đây là chị sẽ muốn cho nó nhọn dưới đây nè, chị sẽ chia nó làm 4. Chỉ nó làm 4 đều ha. Đó, rồi xong bắt đầu là vẽ từ bên đây đi xuống đây. Vẽ từ bên đây ha, qua tới bên đây. Vẽ front tip á mấy anh chị. Cứ vẽ front tip như bình thường. Đó, để lên đây. Đó, vòng qua ha. Ở bên đây mình sẽ vòng qua vậy nè. Đó. Rồi, vậy là xong. Vì mình chỉ fill vô thôi. Nếu mà nhìn làm sao á thì cho nó thấy cho nó rõ là ok ha. Đó, mình vẽ lại chỉ cái đường cho nó thẳng là cho nó đừng có cong cong. Và hai bên đây nó phải có cái treo vô ha, nếu không hả là nó sẽ bị chỗ có chỗ không hả mấy anh chị. Đó, mình quẹt xuống. Ở đây mình có thể sử dụng luôn cái mình vẽ cái lằn xong á, cái đường viền xong mình có thể sử dụng cái top coat để mà mình sơn lên luôn. Cái này cũng được nè các anh chị. Đó, nói chung là đại khái cái trend để như vậy đi ha. Rồi tiếp theo là cái này, tiếp theo cái đầu bên đây. Đó, công thức vẽ trend. Các anh chị nào mà đi học ở lớp General Masterclass là có được hết cái công thức vẽ trend này hết. Nó lẹ dễ sợ luôn á. Bây giờ nó có là màu đỏ, màu đen, màu gì đó, màu tím gì đó mình cũng vẽ được hết các anh chị. Bây giờ tại sao mà chơi vẽ rất là nhanh? Bởi vì mình đi theo công thức là mình sẽ vẽ được hết các anh chị. Đó, mình sẽ vẽ quay thế này thôi. Trời ơi, nhìn nó lộng lẫy kêu xa rồi đó anh chị ơi. Đây nè, đó, mình chêm nó vô nè. Ở dưới đây không thấy nó thiếu, mình chêm nó vô rồi. Xong, dính cộng lông ở đây. Cuộc đời á, cái gì cũng vậy á. Ở cộng lông là thấy không ưa nổi rồi. Đó, mình nhìn qua nhìn lại, mình đưa dưới cánh đèn á anh chị, mình sẽ thấy được rõ. Giống như cái dưới cánh đèn phải không? Mình thấy được rõ vậy lắm. Đó, còn cái này mình fill cái đầu vô bằng cái top coat, bằng cái cọ của cái top coat luôn nè, thấy không? Mình fill nó nằm thẳng ra. Đó, bây giờ nhìn kỹ lên cái ánh đèn nè, nó rất là tròn, rất là đẹp luôn nè, thấy không? Rồi, cái kế tiếp nha. Rồi, cái ngón kế tiếp mình vẽ đây. Đó, chia làm 4, chơi sẽ chia làm 4 từ 2/3. À, kéo xuống đây ha. Vậy làm 4, chứ cái này là 3/4 chứ lộn, kéo từ đây xuống. Đã nói là không có học giỏi toán mà tối ngày cứ kêu người ta chia phần chi vậy không biết khổ ghê á. Chia phần hồi là bị lộn, bị liễu liền à. Dễ như vậy nè các anh chị. Dễ công quà ha, quá trời quá sức này. Quá đẹp à, đẹp tuyệt vời. Cái đường cong cong nè. Đường cong cong. Ở bên đây là thấy không? Mình nhìn qua cái ánh đèn là mình biết được nó là bị thiếu treo ở dưới đây. Thì mình sẽ vẽ ra hai bên. Đó, mình đi một đường trên đây luôn. Đó, như thế này ha. Rồi bây giờ là chơi sẽ fill vô bằng cái chai lớn. Đây cái cọ đây. Chrome mình dễ làm vô cùng, các anh chị nhớ save lại, share lại cho bà con bạn bè coi cái clip này. Cái chrome này nó đang là trend nha các anh chị. Nó đang trend 1/4 ha. Bắt đầu 3/4 kéo từ đây xuống nè. 3/4 kéo từ đây xuống. 3/4 kéo từ bên đây xuống. Rồi bắt đầu mình sẽ nối lại đường bên đây. Nối cong vòng lên cái đường hai bên hông ha. Cong lên đây. Ở bên đây cũng vậy luôn. Cong lên. Đó, mình có thể để tay dưới, tay trên gì cũng được ha. Biến làm sao mình vẽ cong qua được thôi. Đó, cong như thế này. Rồi, vẽ lại cho nó thẳng lại. Đây này ha. Rồi, còn thiếu kéo gì, thiếu treo gì. Mà xuống như đây. Sơn vô. Bên đây cũng vậy, sơn nó vô hai bên hông nè. Đó, sơn nó vô đây. Chàng nó chùi cái cây.
Rồi bắt đầu mình lấy cái cọ lớn này, quẹt vô nè. Đẹp các anh chị, rất là đẹp. Hello Jonathan, thank you Jonathan rất là nhiều nãy giờ lo dễ friend, không biết có ai nói gì không. Hi Avira, how are you my dear? Ok, tiếp theo còn cái ngón cuối cùng nè. Đó, dễ 1/4 ha. 1/4 nè, 1/4 of the nail length. Rồi 3/4 nè. Một cái đường xuống từ đây xuống tới dưới cái bên này. À bên này cũng vậy luôn, 3/4 nè, từ một đường đi xuống tới dưới bên này. Sau đó là mình sẽ quật cái nó một cái đường cong lại. Dễ friend mà dễ gì mà cắt tóc gì trời, lại lụm tiền cho kịp. Phải lụm chứ, mình không làm nhanh như vậy thì mất tua làm sao trời. Đây, dễ lên thẳng lên này, thấy chưa, các anh chị thấy chưa? Xuất sắc. Ôi ôi xuất sắc quá. Đây ha. Đó, để mình coi nó có rõ ràng không. Rồi lấy cái cọ nè. Đó, mình quẹt nó ra thẳng từ ngoài đầu móng ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ coi lại một lần nữa trước khi mình bỏ vô đèn nè. Đó, coi cho nó kỹ, coi nó có bị đùng, bị thiếu, bị ấy chỗ nào không, nó bị dính chỗ nào không ha. Đó, ở đây, rồi, bên đây nữa. Bên đây như nó hơi bị lem, tại bị đụng tay. Đó, hơi bị đụng chút xíu bên đây. Không sao hết, chùi nó qua. Chuyện nhỏ như con thỏ. Cái này sửa được. Chứ sửa không được là nãy giờ ngồi chửi rồi đó. Đó, có gì làm khó được mình đâu rồi. Ok, em nên lấy form đi. Nè, chị đưa vô đèn ha. Chỉ hơn 30 giây. 30 giây nha, nhớ nha. Cái này là top no white, top coat này làm cái gì mới nói cái gì quên là cái chrome. Cái chrome rất là bóng nha các anh chị, nó rất là bóng như là gương vậy. Đó, các anh chị có thể nhìn như mà sơn màu trắng hay là đen xong rồi sơn cái top coat này lên. Đó, hơn 30 giây xong các anh chị chà chrome lên là nó bóng, nó mỏng, nó bóng hơn nhiều ha. Các anh chị mà muốn nói kiểu mà giống như hơi mờ mờ á, nó không có đậm đặc nhiều. Không phải là nó mờ, không biết giải thích làm sao. Nói chung là nó chán gương, chứ nó không phải là như giống như là đậm đặc như là bột chrome mà nó dày quá. Nhiều người ta thích cái kiểu vậy nè, nó dễ thương hơn ha. Rồi, hello Jonathan, trời nãy nó cảm ơn Jonathan đã ủng hộ nha. Ok, bây giờ xong cái gì, mình lấy cây viết thêm cái chrome ra. Đây, dặn ra như thế này nè, giờ ẹt cho mọi người. Đó, mình chà làm sao mình chà lên cái chỗ top coat nè. Đây chờ mọi người xem ha, chà lên cái chỗ top coat nè. Đó, chà qua bên đây ha, thấy nó ngon lành ghê chưa. Đó, chà qua bên đây luôn. Rồi, qua. Rồi, lên trên đây. Ôi, ngon lành chưa. Nó đẹp dữ lắm mọi người ơi. Đây, qua tới bên đây nè. Mình sẽ chà ở bên đây ha. Đó, chà lên chạy lên chạy lên nữa. Đó, chạy qua bên đây ha, không nó lên bóng lưỡng luôn. Một lát nó lấy bằng giấy phủi cho nó sạch sẽ rồi. Thiếu thì mình đưa vô trong cái ấy mình lấy thêm chứ mình gì hết trơn á. Giờ nó thiếu không, nhà đưa vô đây nè, cái nắp này có cái chrome trong đây nè. Mình chạy dặn mấy cái là chrome nó sẽ ra tiếp. Mình đi lại nữa, nó bóng thiệt bóng nè các anh chị. Mất bóng. Bóng mà nó không có bóng. Nó mất bóng hoàng hôn. Mình chà lên như thế này ha, nó bóng dễ sợ mấy anh chị ơi. Đó, đây nè. Nó gần quá không mấy anh chị, gần quá không? Đây, gần quá không? Nó bóng ghê chưa? Cây chrome này á hả, như là bán nguyên set chứ không có bán nguyên cây, để lát nữa chị bỏ cái link vô cho. Anh chị nào mà hỏi là chị sẽ bỏ cái link vô, lấy thêm cái chrome này ha. Chà vô. Ồ, chà lên như thế này. Chà lên cho nó bóng lên ha. Trời ơi, nó bóng lưỡng nè mấy anh chị. Coi nè, nó ăn thua là cái top coat mình sử dụng nó, cái cách cái kỹ thuật mình xài nữa các anh chị. Đây, mình sẽ phủi xuống nè. Đó, như thế này. Phủi xuống nha. Phủi xuống. Của những cái này còn dư cho nên là nó ra hết. Bàn chải nè, đẹp đi chứ. Đây nè, đó, bàn chải bự luôn. Bàn chải chà chrome chứ không phải là bàn chải để chà đồng nhôm. Nhưng anh chị không phải bàn chải chà đồng nhôm.
thông báo nào lần nữa. Rồi xong đó, bây giờ là bỏ top code lên thôi đó. Trời ơi trời, trời ơi, biết là rất là khó chịu với mấy cái cuticle, nhưng mà ơi đừng có chú ý tới cái đó ha, làm ơn chú ý tới cái móng, tập trung với cái chuyên môn nhìn cái đẹp không mấy người. Bây giờ là bỏ top code lên thôi đó, cũng cái top code đó, cũng cái top code trà đồ nhôm đó, mà chúng ta sẽ sử dụng cái top code đó để mà trà. Mà trước khi các anh chị mà muốn cho nó bền á, các anh chị có thể sử dụng cái dũa nè, mình dũa ở phía dưới nè, mình dũa thêm chút đầu móng nè, mình dũa hết hai bên hông như thế này đó, mình cứ dũa hết cho tất cả. Và khi mình bỏ top coat mình nhớ chà vuốt luôn ở phía dưới móng và đầu móng luôn, là một lớp là các anh chị cũng sẽ cái khuôn nó cũng vẫn bền như thường nha. Ăn thua là do mình thôi. Các anh chị nếu cần, nếu mà sợ thì cứ chà như thế này, dũa như thế này ở dưới đây này đó, dũa đầu móng và dũa hai bên hông cái móng như thế này. Rồi mình bỏ cái hai lớp top coat lên là chắc chắn khuôn nó sẽ bền, khuôn sẽ rất bền. Như các anh chị đây là một cái cách nữa mình làm khuôn để cho nó bền ha. Hi Tiffany, hôm nay mới order tháp về làm được hai bộ rồi, chứ mình rất thích product, giờ đang lo nó giữ được bao lâu thôi. Ồ, chắc chắn là giữ được lâu nếu mà làm đúng theo cái kỹ thuật đó, hướng dẫn hoặc là anh chị đã học lớp rồi thì chắc chắn là nó sẽ bền thôi. Rồi bỏ top coat lên nha. Bỏ lên quét lên đó. Bây giờ ha, mình quét cái dưới móng này hết chưa, mình quét hai bên hông nè, mình quét cái đầu nữa, rồi xong, thế là xong đó. Qua tới bên này cũng vậy luôn, quét lên ha. Ở đây chơi chị dùng sử dụng một lớp mà thôi, nhưng mà cho các anh chị nào mà, tại vì cô này không có làm cái gì nhiều, nên nếu khách nào mà làm nó nhiều công việc á là mình cứ dũa dưới móng như vậy, hai bên móng và đầu móng các anh chị cứ dũa như vậy và sơn hai lớp top coat cho chị, chắc chắn nó sẽ bền ha. Đây là chrome, có nhiều cái kỹ thuật lắm, nhưng mà cái chán gương này nè, đó cũng là một cái kỹ thuật mà các anh chị cần phải đáng để mà giống như là mình biết thôi, để khách nó vô nó làm cái này mình còn biết không đó. Không phải ai cũng thích cái chrome mà nó dày thiệt dày, mà nó đặc thiệt đặc, mà nó không bóng, cho nên nếu mình làm được cái chrome bóng như thế này á là các anh chị lụm lúa thôi. Phải dài đúng y chang cái kỹ thuật như gì, đúng cái sản phẩm như gì luôn. Chứ đừng có nói là ôi chị cũng xài giống em, chị làm giống em mà sao không ra. Nó dạ, chị xài sản phẩm của ai chứ không phải sản phẩm của bên em, cho nên là em không có guarantee, không có bảo đảm được cho các anh chị đâu. Ok, ok con dê. Đó, như thế này nè. Làm chừng nào là xài đúng sản phẩm mà lại xài y chang sản phẩm giống vậy, mà xài kỹ thuật y chang như vậy nè các anh chị, mà làm không ra thì nói chơi bắn vốn, chơi đền bù thiệt hại cho mọi người. Rồi ha, ok rồi, giờ hơi đèn 30 giây nữa là xong rồi các anh chị ơi. Ok, đó vậy xong rồi đó. Khi nào về thì RX 4 step, bây giờ cái 4 step mà nó đang out các anh chị ơi. Nhưng mà có bán 1, 2, 3, 4 chai lẻ, chị cứ tự nhiên mà mua chai lẻ nó cũng y chang vậy thôi ha. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người nha. Bao giờ có lớp master class ở Tam Bà? Ok John, mình công ty đang lên lịch, có thể là trong tuần này là sẽ biết được là có thêm cái lớp Tam Bà vào trong cái lịch hay không nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kim Thiên, Zichrome này số mấy vậy chị? Cái này là số mấy ta? Cái này như bán nguyên bộ chứ không có bán từng số lẻ, nhưng mà nó là GP 13, số 13, con số 13 đó mọi người. Ok, xin chào tạm biệt mọi người nha.